Hôm trước thì mình có lên cho mọi người chiếc BT35 đến từ nhà Abutus. Hôm nay sẽ là một sản phẩm nâng cấp của nó, BT60. Cùng mình đập hộp để xem bên trong có gì đặc biệt. Và đây là hộp của BT60 với thiết kế tối giản và vẫn là logo Abutus với hình con cú đặc trưng được in trên hộp. Bây giờ mình sẽ đập hộp ra. Bên trong thì sẽ gồm củ sạc, đèn pin và dây đèn. Nói sơ qua về phụ kiện sẽ bao gồm dây, củ sạc chuẩn USB Type-C và vẫn là hình mắt cú đặc trưng phát sáng khi cắm điện vào. Vâng, đến với nhân vật chính của chúng ta, BT60. Điểm qua một chút về thiết kế thì BT60 được hoàn thiện chất liệu hợp kim nhôm cho độ bền cao, có thể chịu được lực va đập mạnh. Thiết kế đèn rất tinh giản. Phần logo con cú và trang web mã sản phẩm sẽ được in trên thân đèn. Khả năng cầm nắm sẽ vô cùng thoải mái, không bị cấn tay khi trọng lượng đèn khá nhẹ, chỉ 234g bao gồm cả pin, sẽ không gây khó chịu khi mọi người dùng lâu. Dưới logo là các rãnh tản nhiệt CNC giúp đèn hoạt động trong thời gian dài mà không xảy ra hiện tượng quá nhiệt. Đặc điểm chung của dòng đèn pin Tactical tác chiến là vòng benzen được trang bị ở trên phần đầu đèn, có khả năng chống xước và cũng như chức năng là phá kính trong trường hợp khẩn cấp. Phần nút được đặt ở đuôi đèn sẽ có gờ bảo vệ, thích hợp cho các khả năng quân sự như đi rừng hoặc với mục đích chiếu sáng cá nhân, cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm, an ninh, hàng hải. Ok, giờ đến điểm nổi bật của BT60. Trái tim của BT60 là một bóng LED dùng công nghệ Laser Excited Phosphor. Đây là công nghệ gần như hiện đại nhất trong công nghệ chiếu sáng trên thị trường. Có thể nói Điện tử Thái Thắng là công ty tiên phong đầu tiên mang cái loại đèn có công nghệ này về với thị trường Việt Nam. Công nghệ laser sẽ cho khả năng chiếu sáng vô cùng xa mà vẫn đảm bảo được độ gom chùm tia và cường độ ánh sáng mạnh ở điểm cuối. Viên pin cung cấp cho đèn có dung lượng là 5000mAh cho phép đèn sử dụng liên tục 2,5 giờ khi ở chế độ sáng mạnh và 6 giờ khi ở chế độ sáng vừa. Khả năng chống nước cũng sẽ là một ưu điểm khi đèn được trang bị chống nước IPX8, nhưng mình sẽ không khuyến cáo là dùng đèn đi lặn bởi vì khi lặn thì sẽ cần một đèn lặn chuyên dụng. Mọi người nếu muốn đèn lặn chuyên dụng thì có thể tham khảo thêm ở Điện tử Thái Thắng. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Ok, lý thuyết vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thực tế vào buổi đêm để xem chiếc đèn này có thể làm được những gì. Vâng, và giờ bọn mình sẽ test trong điều kiện trời tối, buổi đêm. Như mọi người thấy thì luồng sáng mà nó tạo ra là vô cùng ấn tượng. Nó giống như một thanh gươm ánh sáng xuyên qua bầu trời đêm vậy. Ánh sáng phát ra từ đèn laser là tia laser trắng với cường độ sáng lên đến 400 lumen khi ở chế độ mạnh và độ rọi đạt 1.640.000 CD, thích hợp cho các hoạt động yêu cầu đèn có ánh sáng cao. Ngoài ra, đèn còn có thêm chế độ sáng vừa với cường độ sáng 100 lumen tiết kiệm điện. Đèn sử dụng thấu kính hội tụ khi kết hợp với laser sẽ cho khoảng cách chiếu lên đến 2560m, vô cùng ấn tượng, hoàn toàn vượt trội khi so với các dòng đèn sử dụng chip LED có trên thị trường. Nói đến ưu thì phải nói đến nhược điểm. Thứ nhất, nếu bạn cần một chiếc đèn có khả năng chiếu tỏa phạm vi gần thì có lẽ đây không phải sản phẩm phù hợp với bạn. Thứ hai, nó dùng công nghệ laser rất hiện đại nên giá thành sẽ cao hơn so với các đèn thông thường. Sản phẩm được phân phối chính hãng tại công ty Điện tử Thái Thắng. Điện tử Thái Thắng cam kết bán hàng chính hãng, nhập khẩu, không bán hàng rẻ, hàng nhái, trôi nổi như một số đơn vị nhỏ lẻ khác. Tổng kết lại thì đây là một chiếc đèn được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại, phục vụ cho các mục đích chiếu xa. Nếu các bạn muốn đặt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Như thường lệ, đừng quên like, share, subscribe và bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ clip nào của Điện tử Thái Thắng. Cảm ơn mọi người đã xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!